thanh niên lớn tiếng thách thức bị cảnh sát cơ động bắt nhanh gọn, dứt khoát. Cuộc chiến với giặc Covid-19 đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Những ngày qua, lực lượng chức năng phải làm việc hơn 100% công suất, trực tại các chốt kiểm soát để đảm bảo người dân thực hiện đúng chỉ thị. Tuy nhiên, không ít trường hợp vi phạm quy định, thậm chí chống đối lực lượng thi hành công vụ. Tùy trường hợp, hoàn cảnh, đối tượng khác nhau mà các cán bộ công an, quân đội luôn có cách xử lý linh hoạt, cứng rắn tới mềm mỏng, thấu tình đạt lý. Tình huống trong đoạn clip dưới đây đang là chủ đề tranh luận khá rôm rã trên các diễn đàn mạng xã hội. Theo đó, một thanh niên đeo khẩu trang nhưng kéo súng cầm, không có giấy tờ nhưng đòi đi qua chốt. Khi được công an tra hỏi, có giấy tờ gì không mà đòi đi qua đây? Thanh niên đứng chống nạnh, ngang nhiên trả lời, không có, sao phải có giấy, không đưa có được không? Sau đó, thanh niên còn thách thức, đầy người không có, rồi đi bộ quay lại định bỏ trốn, nên các cán bộ công an liền bám theo. Lúc này, cán bộ công an nhắc nhở thêm, anh đứng lại, tại sao qua chốt kêu xuất trình giấy tờ không có, bảo đeo khẩu trang cũng không đeo. Tuy nhiên, thanh niên vẫn ngang nhiên đứng châm thuốc lá hút. Trước hành vi cố tình vi phạm này, sau chỉ đạo bắt luôn đi, chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức xông vào quật ngã, khống chế đối tượng. Ngay sau đó, thanh niên đã bị còng tay để đưa về trụ sở xử lý. Theo dõi đoạn clip, đa số ý kiến tỏ ra bức xúc với sự hống hách, ngang nhiên vi phạm pháp luật của thanh niên trên. Đồng thời, động tác nghiệp vụ nhanh, gọn, dứt khoát của chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng nhận được nhiều lời tán thưởng.